Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh review đồng hồ chính hãng của Tharnox.vn. Và hiện tại trên tay mình đây đang là mẫu Omega Speedmaster Dual Benzene được ra mắt vào Baseball World năm 2017. Và là thế hệ cuối cùng, là thế hệ thứ 6 của series Omega Speedmaster. Và anh em hãy cùng tìm hiểu xem là chiếc Omega Speedmaster này có gì đặc biệt không nhé. Đối với dòng Speedmaster thế hệ thứ 6 thì Omega đã giảm size xuống từ 40mm sang 38mm. Và hiện tại trên tay mình đây đang là một mẫu Omega Speedmaster mang size 38mm và là một mẫu đồng hồ mang phong cách thể thao. Thì Omega vẫn giữ nguyên được những cái thiết kế so với cả những người đàn anh của mình, đó là phần núm, phần thân vỏ và phần càng vẫn được giữ nguyên. Còn lại về một số những cái chi tiết như phần mặt số và phần niềng sẽ được thay đổi, và cái này mình sẽ nói về sau. Và chiếc Omega Speedmaster mình đang cầm trên tay có một cái tên gọi khác, đó là chiếc Cappuccino. Vậy tại sao có cái tên gọi này? Theo mình nghĩ đó là do sự kết hợp hoàn hảo giữa màu kem và màu nâu trên mặt số và phần màu vàng trên niềng, tạo ra cho chúng ta một cái cảm giác ấm áp khi nhìn vào một cái cốc cà phê cappuccino vậy. Và cái cách gọi tên này cũng khá là giống so với cái cách gọi tên của chiếc Rolex Pepsi hay Rolex Batman hoặc Rolex Hook. Đối với cả chiếc Omega Speedmaster thì chúng ta vẫn sẽ có hai thẻ, bao gồm thẻ International Warranty và thẻ Pictogram. Thì ở trên cả hai chiếc này sẽ đều có số reference number, chiếc này là 324-23-38-5002 và 002. Chúng ta sẽ có số watch note với 3 số cuối là 972 và có ngày mua là 29 tháng 3 năm 2019. Và cái bộ máy của chiếc Omega Speedmaster mình đang cầm trên tay đấy là bộ máy 3330. Nói thêm một chút về thẻ Pictogram của chiếc Speedmaster thì chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ là chiếc đồng hồ automatic, có bộ thoát đồng trục coaxial đạt chứng nhận độ chuẩn xác COSC, có kính phủ chống là hai mặt double anti reflective, có mức chống nước 13 tương đương với 100m, 5 năm bảo hành toàn cầu, có kính sapphire nguyên khối, có tích hợp công nghệ set now gold, có dây tóc bằng silicone SD14 và có chức năng tachymeter. Và đó toàn bộ những thông tin trên hai thẻ chúng ta. Đi vào chi tiết thì chúng ta sẽ thấy ngay một mặt số màu kem trơn nổi bật với 3 sắp đều và vòng outer rim cùng với mỗi phút được chia nhỏ làm 5 vạch. Với mỗi mốc 5 phút sẽ được thay thế bằng những chấm dạ quang dạng bán cầu nổi. Cách chia vòng outer rim chi tiết như vậy sẽ giúp chúng ta xem giờ một cách cực kỳ chính xác. Bộ cọc số nổi được làm dưới dạng mũi tên và được làm từ vàng set now gold, cắt vát hai bên và có độ hoàn thiện cực kỳ cao. Đây cũng là một điểm mà mình rất thích ở mẫu Speedmaster này. Tuy nhiên, cọc số ở vị trí góc 12 giờ được gắn hai chấm dạ quang hai bên với mỗi chấm được thiết kế với viền vàng bo tròn. Cái thiết kế cọc số ở vị trí 12 giờ này nó sẽ tạo ra cho mình một cái sự liên tưởng nó rất là... Và mình vẫn không hiểu là tại sao Omega vẫn giữ nguyên cái thiết kế này từ những cái thời Omega Speedmaster cổ lỗ sĩ cho tới tận bây giờ. Ngay bên dưới là logo móng lừa cùng dòng chữ Omega quen thuộc. Dòng chữ Coaxial Chronometer được làm màu nâu sậm cùng tông màu với niềng aluminum và logo Omega. Bên dưới nữa sẽ là dòng chữ Speedmaster theo phong cách uốn lượn cổ điển và có màu vàng hồng đồng bộ với toàn bộ màu kim, cọc số niềng ngoài và bộ núm. Với bộ kim lưỡi kiếm vàng khối được trang bị dạ quang chìm trên toàn bộ các kim. Kim dây của chức năng Chronograph vẫn được giữ nguyên thiết kế theo kiểu ngọn giáo truyền thống của dòng Speedmaster trước đây. Chúng ta sẽ có hai sắp đều ở vị trí 3 giờ và 6 giờ để thể hiện chức năng phút và giờ của Chronograph. Sắp đều ở góc 9 giờ sẽ là kim dây chính của đồng hồ. Và cả ba sắp đều này đều được thiết kế dưới dạng hình bầu dục ngang có màu nâu vàng. Bên trong mỗi sắp đều được thiết kế những họa tiết tròn đồng tâm rất cuốn hút, và thiết kế này cũng để thể hiện trục quay của kim. Chúng ta sẽ có một lịch ngày hình bầu dục dọc đặt ở vị trí góc 6 giờ với phông đen nền trắng. Và đó là toàn bộ tổng thể chi tiết trên mặt số. Và theo mình nghĩ, đối với những ai là fan trung thành của series Speedmaster thì sẽ thấy đây là một thiết kế khá là độc đáo, và nó làm thay đổi toàn bộ cái nhìn về dòng Speedmaster vốn được Omega nhai đi nhai lại trong rất nhiều năm nay. Với phần niềng, chúng ta sẽ có một thiết kế double benzene với phần niềng chủ đạo được làm bằng vàng Senna Gold, và niềng trong của chiếc này được làm bằng aluminum có màu nâu cà phê để thể hiện chức năng tachymeter. Niềng trong với toàn bộ phông chữ được làm màu trắng nổi bật trên niềng nâu của niềng. Các mẫu đo tốc độ sẽ được đánh số Arabic. Đối với phần niềng ngoài, chúng ta sẽ có một cụm niềng được làm hoàn toàn từ vàng Senna Gold 18K, được xẻ các rãnh lớn hình mũi tên ở các mốc đo tốc độ, và những vạch chia ly được thiết kế màu nâu cùng tông với niềng aluminum bên trong. Phần ngoài của niềng Senna Gold cũng được làm phay vắt xuống để thể hiện trình độ chế tác của các nghệ nhân Omega. Phần cạnh niềng góc 12 giờ sẽ có một số thông tin in chìm như logo Omega, chuyện AU750, chuyện ổ chó xanh Bernard và chuyện cân tiểu ly. Và cả ba chuyện này đều thể hiện đây là vàng 750, và mình sẽ nói thêm về ý nghĩa của cả ba chuyện này trong một video khác. Chúng ta sẽ có bộ ba núm được làm toàn bộ bằng vàng khối 18K và theo công nghệ vàng Senna Gold. Và nếu để so sánh thì mình thích cái bộ núm này của Omega hơn so với cả bộ núm của Longines, bởi vì đơn giản là Omega nó sẽ có bộ núm được làm bằng vàng nguyên khối, còn đối với cả Longines thì chúng ta sẽ chỉ có một bộ núm bằng vàng bọc. Được trang bị một mặt kính sapphire nguyên khối và có phủ chống lóa cả hai mặt, đem lại trải nghiệm cực kỳ thích thú và độc đáo khi ra ngoài trời.
Mặt kính theo dạng vòm và nổi lên giống với thiết kế mặt kính của những chiếc Moonwatch trước đó. Cảm nhận của mình khi cầm chiếc này trên tay đó là khi mà mình lau thì độ tinh khiết, độ trong và độ sạch của kính này nó có một phần gì đấy nó tốt hơn hẳn so với cả kính của những chiếc Breitling. Phần vỏ bên hông được thiết kế phay xước toàn bộ, phần lắc không quá dài và rất phù hợp với kích thước 38mm của đồng hồ. Ở đây chúng ta sẽ thấy một phần cắt vát chạy dọc theo thân vỏ và được hoàn thiện bóng, đem lại cảm giác sang trọng và tinh tế khi đeo. Vị trí góc 10 giờ ở trên vỏ là một lỗ nhỏ để chỉnh lịch ngày. Ở chính giữa mặt đáy sẽ được in dòng chữ Speedmaster cùng logo ngựa biển cỡ lớn. Ở dưới sẽ là logo móng lừa Omega. Và ở những thế hệ Speedmaster mới thì các họa tiết xung quanh đã được thay đổi từ hình thoi sang hình lục giác như anh em có thể thấy. Chúng ta sẽ có một đáy vặn với 6 vị trí vặn. Với thiết kế đáy vặn như vậy thì chiếc đồng hồ của chúng ta sẽ có khả năng chịu nước tốt hơn ở mức 100m tương đương với 330 feet. Xung quanh đáy sẽ được khắc chìm một số thông tin như mức chống nước, chức năng Columwell, logo Planet Omega và dòng chữ Silicon SI14. Đối với chức năng Columwell thì hãng phát triển và nghĩ ra chỉ để phục vụ cho việc là chúng ta có thể bấm chức năng chronograph một cách an toàn, trơn tru và nó đỡ bị gai hơn so với cả những chiếc đồng hồ thế hệ trước. Còn đối với cả Silicon SI14 thì đây là một cái sợi dây tóc được làm bằng silicon. Cái điều này giúp cho đồng hồ của chúng ta giảm ma sát trượt và có độ chính xác tốt hơn so với cả những chiếc đồng hồ trước. Sở hữu bộ máy Omega Caliber 3330 được base từ Longines L688.2 và bộ máy L688.2 này được base từ ETA A08.L01. Với bộ máy 3330 thì chúng ta có đường kính máy là 30mm, trang bị 27 chân kính, 28.800 dao động và có khả năng chicot lên tới 54 tiếng. Chúng ta có bộ dây đi kèm đồng hồ được làm từ da cá sấu hai mặt với kích thước 18-16mm và là một bộ dây dành cho khóa đôi nên kích thước có thể hơi khác hơn so với cả những bộ dây trang bị cho khóa đơn thông thường. Dây màu nâu nhạt với phần chỉ màu kem cùng màu với mặt số tạo nên sự hài hòa trên tổng thể thiết kế của đồng hồ. Bộ khóa đôi dầu dây truyền thống của Omega có kích thước 16mm với logo Omega in nổi. Màu khóa thiết kế một nấc cài với phần luồn dây hai bên cạnh tạo cảm giác chắc chắn khi đeo. Cá nhân mình đánh giá thì đây là một chiếc đồng hồ rất là ổn với hoàn thiện cực kỳ cao. Tuy nhiên thì mình không thích lắm bởi chiếc đồng hồ này chỉ có size 38mm, tuy nhiên lại có độ dày lên tới khoảng tầm 13-14mm. Nó sẽ có một cái chút gì để nó hơi mất cân đối. Nhưng bù lại là toàn bộ phần kim, cọc, niềm cho tới núm của chiếc này đều được làm bằng vàng khối, vậy nên nó sẽ đem lại cho mình một cái cảm giác rất là trường tồn. Và cái chiếc này mặc dù là size 38 nhưng cái càng nó thiết kế nó hoàn toàn phù hợp để tay to có thể đeo được. Vậy nên theo mình nghĩ đây là một chiếc đồng hồ có thể mua được và có thể dùng được, kể cả tay bạn có to đến đâu đi chăng nữa. Và trên đây là toàn bộ cảm nhận của mình khi trên tay chiếc Omega Speedmaster thế hệ thứ 6. Nếu anh em thấy hay, vui lòng để lại bình luận cũng như góp ý ở phía bên dưới video. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Thám Lắc.vn. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo.